Trong ngày 10 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhiều chương trình vui chơi, tặng quà, chăm lo Tết Trung thu cho các em thiếu nhi ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Chiều tối 10 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với huyện Đoàn Bình Chánh, Ủy ban Nhân dân xã Quy Đức cùng các nhà tài trợ tổ chức ngày hội ước mơ xanh dành cho các em học sinh tại trường tiểu học Quy Đức. Tại đây, ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho các em học sinh tiểu học với các tiết mục văn nghệ, trình diễn múa lân trước đèn Trung thu đầy hào hứng. Ban tổ chức trao tặng 400 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần quà gồm có lồng đèn, bánh Trung thu, sữa tươi, tập vở, xúc xích. Đặc biệt, báo Sài Gòn Giải Phóng dành tặng 50 suất học bổng với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, có sự nỗ lực trong học tập. Trước đó, sáng 10 tháng 9, tại tòa nhà báo Sài Gòn Giải Phóng, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày hội trăng rằm dành cho 100 em thiếu nhi là con của cán bộ nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Tại đây, các em đã được vui chơi, tham gia hoạt náo sôi động và thưởng thức các tiết mục giải trí do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật Phương Nam biểu diễn. Đây là hoạt động được báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì tổ chức hàng năm dành cho con em của cán bộ nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng mỗi dịp Tết Trung thu.